thứ hai. Hôm nay hai chồng em đi shopping ở Carazon. Mấy tháng rồi mới được shopping á. Window shopping. Tính mua gì? Không có window, shopping thiệt. Shopping thiệt luôn. Mua gì? Under 20, 20 đồng. Under you. Under 1000 hả? 1000. Ok rồi, lên xe. Rồi, cái nhà đây hôm nay là có. Đây, đây là gia đình của anh Luân. Đây, anh Luân. Cô Nga. Hello. Ồ, đẹp quá ha. Trồng nho để làm rượu ha. Hôm qua ba thấy ngựa không ba? Không thấy chưa. Hôm qua có thấy được mấy con ngựa đó. Trước khi vô nhà mình sẽ phải khu vực. Cái bình nước, cái nước cho các con ngựa. Cũng rồi không thấy gì nữa. Chỉ thấy trong nhà mấy con ngựa. Đây, đây, đây nè, nhà đó. Ở đây sướng nha, mỗi nhà là một cái đồi đó bà. Một đồi, một cái nhà. Đây là ba chuồng ngựa nè bà. À dạ. Mẹ không thấy gì. Ở đây quán cà phê hay gì đẹp quá vậy em? Nó làm chỗ nhà mình, nhà này cũng làm ăn giờ cắn với nhau ông local honey. In 1 mile at the roundabout, take the first exit on the roundabout. Đây là ông đó là ông thần. Con sẽ. Ruộng rẫy, ruộng rẫy. Nho, nho, nho. Nho, oh, đẹp quá. Mấy cái vườn nho làm ruộng. Đó, cẩn thận con ngựa đi qua nè, đó. Đó, quay xe ta thấy. Đẹp quá ha. Từng hàng thành tấp ha. Đâu ra đó thì cái này là đó. 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 Vô mình thử rượu đi. Đó. Khẳng rượu đó. Ồ, đẹp quá. Cái này giống giống cái chỗ mà chị Ba Thanh Tùng dắt mình đi ở trên đấy đó ba. Nhà xây nhà nó sát sát nhau hết. Phòng thử rượu kìa. Ồ, có mở cửa kìa. Có cái động kìa. Vậy để ngày mai sinh nhật của ba đứa nhỏ mà ra đây mình nhậu đi. Mà ra đây mình thử rượu đi. Ba đứa nhỏ. Người lớn thì thay rượu đi. Ở đây là đó, mỗi lần đi rồi có cái dấu này là từ từ ngựa băng qua, coi chừng ngựa. Coi chừng ngựa. Coi chừng bị ngựa. Ủa, cái cám nè. Thử rượu luôn nè. Đó, thử rượu đó. Rượu đó, lớn quá. Trời ơi. Kìa cái hãng rượu lá cờ Mỹ kìa, bự thiệt bự không? Vô đây thử điện nè. Vô đây thử điện nè, đầu tay vô con. Cái cờ Mỹ bự dữ á. Nơi đẹp ha. Rượu không đó. Dạ dạ. Dòng dòng đây winery thôi. Ủa mà mấy khu này đẹp quá à. Trồng nho không mà thấy thấy không? Trồng rượu mà. Rượu mà. Người đó biết mua cái đất trồng nho. Sao? Anh nhà mấy hồi đó mua đất khác sẽ có mấy đất. Ồ, nó mở cửa đó cơ. Dạ nhưng mà nó không có. Thì mở cửa ra. Nó mở cửa thì đông quá. Đông quá. Rồi đông quá kìa. Mở cửa hết rồi. Quê ủa cái đó có hiệu rượu đó tỷ. Ừ. Nó hiệu rượu đó. Ờ chắc cái hiệu rượu ngon rồi nó tới đó.
bên đây chỗ thử rượu không mà không có chỗ hủy ha. Cũng không có thử được đâu, có hủy thôi. Chứ vô hủy cho ngoài vô. Ở ngoài đâu uống rượu. Ồ đẹp quá ba. Wow, wow, đẹp quá. Nó có để bản cho hủy không? Ba chồng sẽ đàng hoàng. Ồ nó có để bản cho hủy kìa. Đẹp ghê không? Vô tôi hủy tôi không dám thử rồi. Cho hủy rồi thì ba, cho hủy thôi vô liền. Đó, đường trời ơi nhìn kìa, cái đường dốc kìa, đẹp phải không? Xuống lên xuống lên xuống lên xuống kìa. Ồ, đẹp quá. Có cổng rào đẹp hơn. Ồ, cái nhà kìa, dễ thương quá đi. Cái nhà dễ thương quá. Nhà cổng rào đẹp đẹp. Mình đi về quê chơi. Ủa, nhà có cái nóc kìa. Không, nó xây nhà đẹp. Ồ, đây đẹp quá hả? Một cái nhà riêng mà đẹp quá đi. Trời ơi, dễ thương quá. Nghe để sợ ha. Không bảo sợ ma lắm. Ồ, chung với cái sân hôm sướng đó nha. Nhà đây vui ha. Dốc dốc vậy đó. Wow, trời ơi, coi cho nhìn kia. Ồ, đã nghe không. Nhìn kìa. Ồ, con ngựa kìa. Con ngựa, con ngựa. À, đã thấy ngựa rồi. Dạ. Cái đồ này quay tiền đẹp lắm. Đồ qua vàng nè. Đẹp quá ha. Cái đồ này bỏ nữa. Đây khu khu chăn bò. Đang nuôi bò sữa. Đây là tới Capason Palace. Chạy lên trên một xíu, mình vô trên luôn. Đây, Gia Linh đang ngủ. chưa tới shopping là ngủ mất tiêu rồi. Hôm qua ngủ đâu có 3 tiếng à. 3 giờ mấy, 4 giờ ngủ tới 7 giờ mấy vậy. À, ham chơi quá đi. Ở đây hồi có những chiếc xe bán đồ ăn mà ăn hàng á. À, đây đồ của đồ Thái. Ồ, đồ Thái. Đây cũng quán đồ Thái ha. Đây là hiệu Prada. Cái bên là hiệu Polo. Đây là Lacoste. Tâm pho. Tâm pho này là dầu thơm với lại hoa kiến bóp này đẹp lắm. Đây 2:30 mới mở. Rồi mình vô coi đồ Armani nha.
Có nào đẹp không mà? Ồ, oh, sao tới 70% nữa nè. Sao dữ ha. Nói về Nam đẹp quá. Wow, đôi này có 60 đồng. Giá của nó là 150 mà sale còn 60 đồng. Con lấy nha. À, nó bị dính gì nè. Đây nè. Mua được gì vậy? Mua cho mỗi người cái áo một hồi. Tập tình nhân áo hai cái áo hồi. Thôi. Đây tìm Kevin Lai. CK. Chưa mở cửa nè, CK chưa mở cửa. CK không có mở cửa. Sao ngộ ha? Cái hiệu này là ai mà có con nhỏ đều biết. Năm đây đến 6 rồi. Jimmy Châu Valencia. Valencia. Đây là Gucci ở Cabazon. À, bà con rất kết lai nè. Nông nghiệp. Còn cái lai bên kia luôn, già thân trên kia luôn. Rồi bước chỉ trên kia nữa kìa. Hai lai luôn, là bên đây nữa. Trời. Nhưng mà sao anh cũng ghét lai, Valencia cũng ghét lai. Gucci là ghét lai nhiều nhất. Anh có quay cái bàn chưa? Thấy rồi. Rồng rắn lên mây luôn hả? Rồng rắn luôn á. Trời đất ơi. Bà con lâu quá không được đi vô Gucci sắm đồ. Thông thường, ngày thường nó đã đông rồi, bây giờ nó còn đông hơn nữa. Nhớ bà con đây. Giờ nó giới hạn cho mỗi người vô trong cái tiệm, chừng mỗi lần vô họ chỉ cho vô một hai người, một hai người ra mới một hai người vô lại. Trời ơi, quần xanh áo đen quá. Áo Roberto và mình đang chơi game nhỏ gì đồ hiểu không à, mỗi thứ một hiệu khác nhau. À, cái hoa này hoa gì ngộ quá. Nó có lâm ở ngoài. Ừ. 500 Valencia. Vô trong đây nó cho có 1, 2, 3, 4 người. Trời đất ơi, 4 người vô. Ừ. 508. Cái này nặng lắm. Nặng quá ha. 508 luôn hả? Cái hô đô này 400 mấy là rẻ. Ừ. Rồi 600 mấy đâu nè. Nó hô đi
Versace đóng cửa hả? Ồ, Versace đóng cửa rồi. Dẹp hết rồi. Hugo Boss. Burberry nó lớn lắm, nó một bên là nữ, một bên nam. Mà bên nam không biết hôm nay có mở cửa không. Đây nam nè. Hai gương mặt đỉnh đổi nè. Em Jet Line Burberry. Jet Line chưa vô biết có mua được gì không. Đang cười mà không thấy cười chưa à. Cười mới cười ra tiếng, tao mới biết. Burberry. Như đây là Burberry. Ủa anh có con cái giống gì mà? Ừ màu tươi hơn. 112 đồng thì được. Ừ, thì giá là 330 rồi. Thì giá sơ mi còn lại 112 đồng thì được á. Đúng rồi, giá sơ mi này đủ quá rồi. Ừ. Cũng ok. Gì đây? Chị bị bắt chị quá. Bác à, rồi, cái gì? Bác gì? Bác cũng khó. Cái gì cho lòng bắt chị quá. Trời ơi, 3 tháng rồi mới đi shopping. Vậy mà nãy ba nói là shopping nguyên đồ. Dạ. Có thiệt cái nguyên đồ gì? Dạ. Chị bắt chị mà chấp nhận. Chấp nhận cái sự bắt chị á. Đi vô Gucci mà đông quá con. Đông quá con nhét la không nổi. Rồi vậy, đi vô Gucci kia gì? Nãy đi ngang qua, người ta nhìn cái mát này quá trời. Vậy hả? Dạ. Michael Kors. Michael Kors. Nhìn xa xa bên kia là dãy núi rất là cao, có tuyết á. Hóa lạnh hiệu Moncler này tốt lắm á. Thank you. Trời ơi, cáo dính trong dữ vậy. Cáo mà nó có lông nữa là nó nhẹ. Ừ. Cái này nó mềm dữ thật. Ừ. Nó là lông mỏng không. Nó có đảo. Ừ. Nó mềm.
đẹp này được 1400 mấy. Nó nhậu đấy không? 465. True Religion một thời nổi tiếng, giờ cũng chưa mở cửa, đóng cửa luôn. Valentino. Nghìn mấy hả? 1850. Thôi giờ mai cho em bằng. Nhưng ấy của ông bị sát làm cho em á. Đây là hiệu đồng hồ Citizen đây nè. Rất hân cử. Tumi. Tumi là những cái hiệu bóp, hiệu giỏ sách nổi tiếng của đàn ông. Handy. Marc Jacobs. Màu này đẹp quá ha. Đẹp. 60% bón nữa. Giờ đẹp quá nhỉ. Ừ. Ừ, đẹp quá ha. Đã mưa không? Không mưa. Không mưa dễ lắm. Nhiều. Trời ơi, dưới gốc. Ừ. Ừ hả? Bận để bikini trong rồi phát nữa ngoài giống con cá nữa. Đi làm chi? Giờ này là giờ đóng cửa mà cũng còn đông quá. Bây giờ đi tấp bên đó, không có vô được như tưởng là mất thời gian quá. Một tiệm nó cho vô có 4 người. Không xong rồi. Chị quên đi. Đằng trước xa xa là cái núi cao, trên đỉnh núi vẫn còn có tuyết nha quý vị. Mùa này nhưng mà trên đỉnh núi vẫn còn có tuyết. Những ngày mà sương như mưa là tuyết rơi dữ lắm. Cũng lì lắm, đi một vòng xong rồi quay lại Gucci. Nhưng mà cũng có cửa. Không có cửa, nhìn nè. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì mà đông dữ vậy? Tới giờ đóng cửa rồi mà đông vậy á. Hả? Vậy hả? Ồ, chạy ngang tới đó luôn rồi hả? Ồ. Ok, đi vậy như đỡ tốn tiền. Save money. Shopping window đỡ đi. Ok.
sau mấy tháng nhịn shopping hôm nay được mua, cảm giác sao ba? Thích thú. Nó dài của Paramore đó hả? Có hai dữ nha. Đóng cửa hả? Có bán đồ Thái à? Mỗi từ đầu mùa tới cuối mùa. Rồi, chúng tôi lên xe trở về chỗ cũ. Bên trái là gà, bên phải là bò, bên phải là bò, bên giữa là người. Không thấy gà, thấy nhà không? Để trại gà đó, chuồng gà nó đậy kín mít nè. Container mà xe chở này chút sữa đông quá ha. Relax, coi như là sau gần 3 tháng trời thì cả nhà mới đi vacation, thì chia sẻ với quý vị một chút xíu ha. Hồng Loan mong rằng tất cả chúng ta cùng gia đình cũng sẽ có những cái kỳ nghỉ rất là thú vị, vui vẻ và hạnh phúc sau khi đuổi hết cái con COVID này đi. Ở Cabazon đó quý vị, đã mở cửa một số rồi, một số tiệm rồi. Nên nếu mà có cái cơ hội đến Amazon thì hãy đi để cho mình có cảm thấy mình thấy thoải mái được thời gian. Tất cả quý vị mà ở gần khu Los Angeles, Orange County, Riverside thì chúng ta có thể đi Amazon được rồi. Có một vài tiệm mở cửa. Thật sự bây giờ mình đi cũng không phải là đi shopping, mà hồi nãy đi thì có mấy cái cô ở trong tiệm, mấy cô chọc là therapy shopping, có nghĩa là chữa cái bệnh mà đi shopping đó. Tại vì mấy tháng trời ghiền quá rồi, giờ chỉ cần là ngắm thôi chứ không có cần phải mua. Mà bây giờ đi thì mình cũng mất thời gian nhiều, là bởi vì mình chờ đợi hơi lâu. Điều quan trọng là chúng ta được đi ra đường rồi, nhiều khi vô cũng rửa mắt được chút xíu rồi cũng đỡ buồn, rồi mình cảm thấy relax nhau quý vị. Nếu mà có thời gian thì đến California thì quý vị nhớ nha, ở tất cả những tiểu bang khác hoặc là ở Việt Nam mà có qua Mỹ, mà đến California mà tới cái vùng mà Orange County hay là Los Angeles County thì nhớ là phải đến Cabazon Outlet. Quá đã luôn. Hồi đó lần đầu tiên á, Hồng Loan đi tới cái chỗ đó vui lắm. Hồng Loan mới vừa tới chạy trên đường, hả, trời ơi Gucci kìa, trời ơi Dolce & Gabbana, trời ơi Versace, ở cái hiệu gì cũng có hết, Lacoste, Hugo Boss. Rồi lúc đó là chưa có Michael Kors, chưa có nổi tiếng, Kate Spade cũng chưa nổi tiếng, Ted Baker người ta cũng chưa biết. Get out of here.
đó, lúc đó chưa biết mà mình nhìn thấy nè, lúc đó là BCBG nè, là thấy là hết hồn luôn rồi. Trời ơi, là vô là thấy outlet là cái giá nó rẻ hơn ở ngoài là 30%. Nhưng mà bây giờ đồ Hồng Loan thấy cũng mắc quá. Đồ hiệu bây giờ lên giá mắc quá trời luôn. Mình phải đợi mà sale mà dữ dội lắm luôn mình mới mua nổi. Rồi, cảm ơn rất là nhiều quý vị đã cùng chia sẻ những cái cuộc đi chơi relax của gia đình Hồng Loan ha. Và mong là xem cái video này thì quý vị cũng sẽ cảm thấy thoải mái và relax được một chút xíu. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi cái ngày thứ hai của gia đình. Rồi, sẽ có một ngày thứ ba. Rồi, và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai nha. Mai ha, để mai mình đi đâu mình sẽ chia sẻ. Bye. Wow. Đang làm mì dịch hả tỷ? Dâu quá đã luôn. Dâu tươi, dâu tươi. Đảo quá ta. Lạnh hả? Có lạnh hả? Biểu tình ngày thứ tư trên LA. Ủa, phê phát này của LA ba? Phê phát LA, phê phát. Ôi, đây nha, đây là bếp của bà Hiếu và bà Loan. Món mì dịch quay. Món mì dịch quay, yeah. Hấp dẫn, đây. Đúng loại mì luôn nha, đúng loại mì ăn nghe mì dịch luôn. Beverly Hill. Ồ, nó quậy kìa. Nó đốt luôn kìa. Trời, cái này là nói là nó bạo loạn chứ nó biểu tình cái gì nữa. Này lợi dụng đấy. Này lợi dụng thôi. Chín giờ là phải vô nhà. Đúng rồi. Nè, vô rồi ba. Vô rồi. Chắc ba lên lầu á. Rồi, múc nha. Trời, ta múc lụa quá nha, ta múc lụa. Ta lấy lụa là ta lấy đẹp á, này ta múc lụa. À, chuẩn bị đi bán được rồi, phải không em? Dính đồ đẹp nha. Còn hai bà này làm nhà hàng nào vậy ta? Chuyên nghiệp quá. Làm vậy rồi bà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm chết con già thì bắt luôn. Là trong bộ phim này. Dạ, hôm nay xin chào cô ạ. Ừ, đúng rồi đâu chú. Cái bên chủ cũ.